Vâng, Thành Trung xin chào tất cả cô chú anh chị. Thì Thành Trung cũng đang nói về cái câu chuyện của em Thoảng. Đấy, thì em Thoảng như thế nào? Thì chắc có lẽ cô chú anh chị theo dõi cũng đã biết được cái tính cách của em Thoảng rồi. Đấy, một cái con người vô ơn bội nghĩa, đầu đường xó chợ, và đến bây giờ dở những cái thói côn đồ đấy để mà hăm dọa đến một người em mà ăn cùng nồi ngồi cùng mâm đấy. Thì hôm nay Thành Trung cũng nhận được một cuộc gọi. Cái người này chắc là bố của em Thoảng, ba của em Thoảng cũng đã đứng lên để mà bảo vệ, nói những cái lẽ phải cho em Thoảng, bảo em Thoảng hư là do người lớn đấy. Thì cô chú anh chị vào cái đoạn ghi âm chỉ có mấy giây thôi, nhưng mà đúng thật sự là trong cái lúc bức xúc thì Thành Trung cũng nói qua nói lại, thì bắt máy lên phát là mày người Bắc về Bắc ở đi đấy. Thì cô chú chị thử nghe xem nha. Tôi bắt cây đi về ngoài ở, mới vô đây mình sống mà mình kêu quân này quân kia. Anh ở đâu, anh tự nói tên nói tuổi cho em cái. Ở đâu không biết, đó là khán giả nè. Ông là ai mà ông nói tôi về Bắc sống á? Tao thành phố nè, tao quận hai nè. Ông ở chỗ nào á? Ông cho quận tôi hai cái địa nè, chỉ được không? Tao quận hai thành phố nè. Ông cho tôi cái địa Mày chỉ muốn được gì? không? Mày người vô tôi mày làm hỏi ông YouTube là mà ông mày có ăn nói ông già đó, rồi, ông có cái nhận thức đúng sai hay không? Mày kêu quân này quân nọ, nó là mất quân dạy nào thì tôi có thể kêu bằng đây nè, quân nó, tao nói cho thằng mày nghe bằng mày kể cả như ông nha, tôi có thể kêu bằng thằng luôn. Đây nè, tao nói cho mày nghe nè, ha, tao nghe rất nhiều, nhưng mà tụi thằng Toàn á, nó có sai đi nữa cũng tại người lớn nha. Nó quân nick bây hả? Giờ nó trả Tôi hỏi lời, ông nó là trả nó là lời quân bây nick giờ hả? cộng đồng mạng á, nếu hiểu được biết được thì dạy nó, tại sao cứ chửi nó cái quân này cái thứ là ăn bờ ở bụi giang hồ, chứ nó có phải người lớn thật không? có phải là dân giang hồ, dân chơi búa không hả? Tôi hỏi Dân ông nó giang có hồ phải giang như búa, vậy hay nhưng không, mà nó cũng mà biết, ông còn lên ông bênh nó. Tôi nó hỏi cũng ông là coi như tao nếu như nói tôi ông mà chỉ chịu có đâu phải thôi, ông có thật là thì một tôi người nói lớn, thật, để ai tôi thật thì nói cho tôi ông thật, nha, còn ông là ai một đúng người thì cho lớn, ông đúng, phải có cái nhận thức đúng sai. ủa sao mà chửi người ta, Còn ông đừng có mất dạy là bảo là nuôi nó cho ai mà mi về kêu Bắc hay là mi về mua nha, ông kêu đừng có xúc phạm nha. mày có nuôi không, mày vô Hả? đây mày kêu ai muốn này muốn kia Chứ hả? ông mang về, Mày mang mày nó làm về YouTube nhà mà ông mày nuôi kêu đi. muốn này muốn kia là sao, mày chửi người ta Nó phải đáng chửi. Nghe chưa, kể cả như tôi chửi vào mặt ông, ông cũng vào đáng mặt chửi mày luôn. á, chửi thằng cha mày á, con Nghe đĩ chưa? mẹ mày biết dạy mày á, Ông đừng có trong cái đây này mày già sống rồi, mà phải có nhận thức mày đúng vô sai, nghe chưa? mày ăn bám ở trong Nam mà mày láo hả mày hả? Tôi làm bằng sức lao mày động của làm mày tôi, làm ông mày đừng thấy có mày, phân biệt nhưng mà vùng mày cũng miền có nha. mày mày bám ở trong Nam, mày đi về ngoài mày ở đi, Ông đừng có phân biệt ở ngoài vùng mày học miền như có vậy sống nha. mà chạy vô đây mày sống trong đây mà mày còn láo hả? Tôi Mày hỏi ông là ông trong là láo cái mà gì ấy? tao không có anh em nhà Phước, nhưng mà tao nói được, Đưa cho địa chỉ đây. mày đừng nói giờ Giờ đây tao ở này. quận hai nè. Ông cho tôi cái địa chỉ được không? Đó, tao ở ở quận hai nè, Ở quận 12 bố ông tìm ở được đây à? đủ Hả? láo. Tôi hỏi ông ở quận 12 bố ông tìm, ông nói về cái bố ông tìm được à? Đấy, cô chú anh chị nghe xong nhỉ? Quá, sao tôi là người Bắc là về Bắc ở? Và sao ông nói kìa? Người ta đi làm, người ta có như mua đất, mua nhà, người ta ở đây là đuổi về Bắc ở. Ở về là về làm sao được? Ông nói vớ va vớ vẩn. Ông nói vậy là không được. Không thể đuổi người Bắc về Bắc sống được. Đuổi về Bắc, người Bắc á, về Bắc sống là cái như Sài Gòn Bình Dương hết người mất á, đuổi vậy là cái như không được đâu. Suy nghĩ lại đi,
nghe nha, suy nghĩ lại đi, nói vậy ai lại nói kỳ cục vậy, nói vậy là sai. Ừ. Cái sai thứ nhất là lớn tuổi rồi mà phát ngôn ra không có nhận thức, phát ngôn ra ngu không có nhận thức, nghe chưa nào. Cái sai thứ hai là đứng lên mà bảo vệ một cái thằng vô ơn bội nghĩa, giờ nó như vậy mà nó đứng lên nó chửi bác Ba Trầu như vậy thì bác tôi mới lên tiếng, bác tôi mới nói chứ, đúng không? Thế là cái khi mà nó chửi bác Ba Trầu là đúng à? Hả? Mà sao bác tôi không kêu nó bằng quân được? Sao bác tôi không kêu nó bằng quân này quân nọ được? Bác tôi kêu nó bằng cái loại mất dạy, cái loại đầu đường xó chợ, nghe chưa? Chứ quân là hắn đang bình thường. Đấy, ông chú hiểu, ông chú đã hiểu chứ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái khi mà coi như nó hăm dọa dở cái thối con đồ đó, ông đã biết chưa? Ông chú đã biết chưa? Nó dở cái thói côn đồ ra để coi như nó hù một cái đứa em mà ăn cùng nồi ngồi cùng mâm với nó. Ông chú đã biết chưa? Mà ông chú lên tiếng mà đuổi hết người Bắc về làm tôi sợ coi như chảy cả nước đấy vậy ông chú. Ừ? Tôi nghe thấy tiếng ông chú là cũng lớn rồi chứ không phải nhỏ nữa. Nghe chưa nào? Ông chú nhận xét một cái câu chuyện nó phải đúng, cái nào mình bảo vệ thì mình lên tiếng, còn cái nào mà không bảo vệ á mà cái sai á thì tốt nhất là ông chú thôi yên đi, ông chú đừng có lên tiếng, huyết áp lên là chết ấy, nghe chưa? Giờ đang cái mùa dịch chết là không lấy được thi thể đâu, mà phải coi như lấy mấy cái tro đó, nghe cho ông chú nè. Tự nhiên ông chú là coi như đuổi người Bắc về Bắc ở, ngại chết đi được. Ừ. Ngại lắm, như vậy ngại lắm. Người ta lao động biết đổ với bao nhiêu mồ hôi công sức ra, người ta mua đất người ta làm nhà mà bảo vệ Bắc sống. Tôi không hiểu là coi như ông chú coi như đã uống lưỡi chưa à, không biết ông chú đã uống lưỡi chưa, ông chú giang hồ quận 12 à, hay là ông chú là cha thoảng giờ cũng đang ở nơi chỗ bến xe không có chỗ ăn chỗ ở. Nếu như không có chỗ ăn chỗ ở thì liên hệ với em Thoàng, dẫn về nơi chỗ cái phòng trọ mà em Thoàng đang ở nơi chỗ vợ chồng anh Hai Phước á, về đó mà ở cho có cha có con, nghe chưa? Chứ không có cha một nơi mà con một nơi á, bảo vệ nhau nó khó lắm, nghe chưa nào? Cha nơi mà con nơi, ví dụ có xảy ra cái gì bảo vệ nhau nó khó lắm, nghe chưa? Không biết là ông chú bao nhiêu tuổi rồi mà tôi nghe thấy cái tiếng của ông chú là cũng có tuổi rồi chứ không phải là nhỏ nữa. Ông chú sẽ biết được cái nhận thức của mình như thế nào rồi, đúng không ạ? Ông chú bảo là thằng Thoàng có sai cũng do người lớn. Quả sao lại do người lớn được? Người lớn liên quan gì đến nó? À, cái khi mà cái như nó chửi người lớn là cũng là do người lớn à? Hay là do cái bản chất cái như đầu đường xó chợ của nó cái lúc đó là bộc phát ra?
Ông chú nhận xét cái điều đó là như thế nào? Mà ông chú lên ông chú nói như đúng rồi, không được kêu quân này quân nọ. Nó là cái gì mà không được kêu quân này quân nọ? Nó được tôn trọng coi như ghê gớm hả? Hay là ông chú thấy là nó đang nổi tiếng hả? Chắc là ông chú thấy là coi như nó đang được nổi tiếng nên là cần được bảo vệ. Nghe chưa? Cần được bảo vệ. Tốt nhất ấy, ông chú lo cái bản thân của ông chú là một. Thứ hai là lo mà làm cái gương để cho một con cho cháu mình nó noi theo. Chứ ông chú mà đi bảo vệ thằng Thoảng á thì làm cái gương xấu á. Rồi con cháu của ông chú á, nó học theo. Rồi đến cái khi mà nó bỏ nhà bỏ cửa đi á, cái khi mà không kiếm được ăn á, lại ngửa tay ra để mà ăn những cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của mạnh thường quân, người ta lao động cực khổ mới có những cái đồng tiền đó, chứ không phải là bỗng nhiên mà có được cái đồng tiền đó rồi mà nằm mà ăn rồi quay lại rồi chửi người như vậy. Ông chú hiểu không ạ? Đấy, hay là ông chú cũng trong cái bản chất đó hả? Rồi nói đến em Thoảng rồi ông chú động lòng, chắc là cái như ông chú cũng nằm ở trong cái bản chất đó nên là nói đến em Thoảng á là ông chú mới động lòng để mà bảo vệ em Thoảng, đúng không? Cha con mà bảo vệ lấy nhau chứ không có là nói đến nó là xúc phạm đến ông chú ha. Giữ gìn sức khỏe ông chú ạ, giữ gìn nó sức khỏe nghe chưa ạ. Chứ tôi thấy ông chú là cái nhà đứng bảo vệ là bà đang bảo vệ cái sai đấy chứ không phải bảo vệ cái đúng đâu, nghe chưa? Nói như vậy mà ông chú lên tiếng bảo vệ là bảo vệ cái sai đấy. Còn bay tôi á, ở ở đâu là quyền của bay tôi, nghe chưa nào? Ông chú đừng có nói bừa, nghe chưa? Còn đừng đừng có để mà coi như đến cái khi á mà thằng Thoảng á nó nói một câu mà ông ăn cái gì như ăn cứt á, nghe chưa? Rồi đến cái lúc nó là ông mới hiểu được cái cảm giác, nghe chưa nào? Thì đó, tôi chỉ có đôi lời tôi nói đến ông như vậy thôi. Còn ông suy nghĩ lại đi, nằm suy nghĩ lại đi, thử xem là ông lên ông bảo vệ thằng Thoàn nó đúng hay là nó sai, rồi hãy phát ngôn, rồi hãy gọi điện cho tôi. Thì cái số điện thoại của ông chú này á thì Thành Trung để ở dưới bình luận cho tất cả cô chú anh chị hỏi thăm ông ấy. Những người mà miền Bắc đi vào đây lập nghiệp ở trong đây thì gọi điện hỏi thăm ông chú một tiếng, bảo sao mà người Bắc lại đi về Bắc ở hết đi đó, hỏi thăm ông nữa tiếng xem là vì lý do gì mà lại đuổi người Bắc về. Người ta lao động cực khổ lắm mới mua được cái miếng đất để coi như lập nghiệp, mà giờ ông chú lên cái một cái tiếng nói là bảo là người Bắc về hết đi, là đúng thật sự là coi như thấy si sao sao, thấy không đúng. Thấy không đúng, thấy chưa? Còn lần sau á ông chú mà nói á thì ông chú uốn lưỡi lấy tầm khoảng cỡ một lần mà không uốn được á thì ông chú uốn lấy tầm khoảng cỡ 15 lần á thì ông chú hãy lên mạng xã hội ông chú phát biểu ý kiến nha. Rồi thôi, chào ông chú nha. Cái video này là coi như gửi tặng đến ông chú. Bye ông chú nha.